áp về danh. Hỏi bài miễn phí, trả lời tức thì vào thư viện app, tải ngay áp về danh. Chào mừng các con đã quay trở lại khóa học tiếng Việt lớp 1 của Việt Sách, bộ sách Chân Trời Sáng Tạo. Các con thân mến, chúng ta đang cùng nhau đi tìm hiểu các bài học trong chủ đề số 18, những điều em đã học. Trong chủ đề 18, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau ôn lại những kiến thức chúng ta đã được học trong các chủ đề 11 đến 17. Bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau đến với bài 2 của chủ đề 18, ôn tập 2. Cô mời các con mở sách giáo khoa trang 182 để cùng cô tìm hiểu bài học ngày hôm nay nhé. Nhiệm vụ đầu tiên dành cho các con đó là nêu tên các đồ vật có trong bức tranh. Bây giờ, các con hãy quan sát và cùng cô liệt kê các sự vật có trong bức tranh này. Ở đây các con thấy rằng đây là khung cảnh của một lớp học. Đầu tiên là chiếc bảng, một bức tranh, một chiếc quạt, bàn giáo viên, cặp da, lọ mực, hộp bút. Trong hộp bút này các con thấy có bút và kéo. Một chiếc máy tính cá nhân. Ở đây là có bàn ghế của học sinh, hộp bút, bút chì, bút màu, thước kẻ. Bên này còn có cả sọt rác, tờ lịch, giá sách. Vậy chúng ta có thể kể lại như sau. Trong bức tranh này có rất nhiều các đồ vật, ví dụ như là bảng, quạt, tranh, giá sách, tờ lịch, bàn ghế, hộp màu, quyển vở, thước kẻ, máy tính, cặp da. Vậy bây giờ các con hãy lựa chọn một đồ vật và nêu cho cô công dụng của đồ vật đó. Ví dụ ở đây cô lựa chọn từ thước kẻ. Vậy công dụng của thước kẻ là gì hả các con? À, công dụng của thước kẻ là để đo độ dài và có thể kẻ các đường thẳng để cho đẹp và thẳng đúng không nào? Thế còn giá sách thì có công dụng gì? À, giá sách có công dụng đó là để chúng ta đặt sách lên cho gọn gàng, ngăn nắp. Không chỉ thế, giá sách còn giúp cho không gian của chúng ta trở nên đẹp hơn. Vậy, thế còn cặp da thì có tác dụng gì? À, cặp da là chúng ta được dùng để đựng sách vở bên trong. Thế còn cái kéo? Cái kéo có công dụng gì hả các con? À, cái kéo có công dụng đó là để cắt giấy. Thế còn hộp màu có công dụng gì? À, hộp màu có công dụng là để tô màu, điểm tô màu sắc cho những bức tranh của chúng ta thêm sinh động, phong phú đúng không nào? Vậy bây giờ các con hãy lựa tiếp theo dành cho các con. Chính là các con hãy tạo ra các câu văn dựa trên các từ mà chúng ta đã vừa tìm được. Ví dụ với từ bảng, cô sẽ có câu văn chiếc bảng lớp em có hình chữ nhật. Với từ quạt, cô có câu văn chiếc quạt giúp cho không gian thoáng mát hơn. Với từ tranh, cô có câu lớp em có một bức tranh vẽ những khóm hoa vô cùng xinh đẹp. Với từ giá sách, cô có câu những quyển sách và quyển truyện được cô giáo sắp xếp gọn gàng lên giá sách. Với tờ lịch, cô có câu tờ lịch chỉ ngày mùng 2 tháng 1. Bàn ghế, cô có câu những bộ bàn ghế ở lớp em được làm bằng gỗ. Với hộp màu, cô có câu mẹ mới mua cho em một hộp màu mới. Với từ quyển vở, cô có câu văn chúng em làm bài tập vào quyển vở cô mới phát. Với từ thước kẻ, cô có câu thước kẻ dùng để đo độ dài. Với từ máy tính, cô có câu cô giáo làm việc trên máy tính cá nhân. Với từ cặp da, cô có câu hàng ngày cô giáo em sử dụng cặp da để đi làm. Vậy tương tự như cách cô đã vừa tạo ra các câu văn, các con hãy sử dụng những từ ngữ mà chúng mình vừa tìm được để tạo ra các câu văn hay, phong phú và hấp dẫn hơn câu văn của cô nhé. Bây giờ, chúng mình sẽ cùng nhau đến với nhiệm vụ tiếp theo, đó là viết vào vở tên 2 đến 3 đồ vật em tìm được. Ở trên bảng thì cô đã viết tên 2 đến 3 đồ vật mà chúng ta vừa tìm được thông qua việc quan sát bức tranh vừa rồi. Vậy bây giờ, các con hãy quan sát mẫu và viết tên 2 đến 3 đồ vật mà chúng ta vừa tìm được. Cô mời các con có thể dừng video tại đây để hoàn thành vở viết. Sau khi hoàn thành xong,
Các con hãy quay trở lại đây, chúng ta sẽ tiếp tục cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài này. Trong phần luyện đọc thì cô trò chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu bài đọc có tên gọi Ai được bụt tặng bút thần. Bây giờ cô mời các con lắng nghe cô đọc mẫu. Ngày xưa có một chàng trai tốt bụng, chàng có tài vẽ đẹp. Bụt thấy vậy liền tặng cho anh một cây bút thần. Anh cầm bút vẽ hình gì, lập tức hình vẽ đó biến thành vật thật. Bụt dặn chỉ được dùng bút làm việc tốt. Vâng lời bụt, anh vẽ trâu bò, cày cuốc cho dân làng. Rồi anh đi khắp nơi giúp đỡ mọi người. Vừa rồi các con đã lắng nghe cô kể câu chuyện, cô đọc bài Ai được bụt tặng bút thần. Bây giờ các con hãy cùng với cô đếm xem bài đọc này có tất cả bao nhiêu câu nhé. Ngày xưa có một chàng trai tốt bụng, đây là câu số 1. Chàng có tài vẽ đẹp, đây là câu 2. Bụt thấy vậy liền tặng cho anh một cây bút thần, đây là câu 3. Anh cầm bút vẽ hình gì, lập tức hình vẽ đó biến thành vật thật, đây là câu số 4. Bụt dặn chỉ được dùng bút làm việc tốt, đây là câu số 5. Vâng lời bụt, anh vẽ trâu bò, cày cuốc cho dân làng, đây là câu 6. Rồi anh đi khắp nơi giúp đỡ mọi người, đây là câu số 7. Vậy ở bài đọc này chúng ta có tất cả là 7 câu. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện đọc các từ khó có trong bài. Trong bài này có một số từ khó như sau. Từ đầu tiên là từ chàng. Từ thứ hai, bút thần. Từ thứ ba, biến thành. Từ tiếp theo, cày cuốc. Và từ cuối cùng, khắp. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc. Chờ an trang huyền chàng, 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 chàng. Bờ út bút sắc bút, bút. Thờ ân thân huyền thần, thần. Bút thần, bút thần. Bờ yên viên sắc biến, thờ anh thanh huyền thành. Biến thành, biến thành. Cờ ai cai huyền cày, cày. Cờ uốc quốc sắc quốc, quốc. Cày quốc. Khờ ấp khắp sắc khắp, khắp, khắp. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc thành tiếng bài đọc này nhé. Ai được bụt tặng bút thần? Ngày xưa có một chàng trai tốt bụng, chàng có tài vẽ đẹp. Bụt thấy vậy liền tặng anh một cây bút thần. Anh cầm vẽ gì, vẽ hình gì, lập tức hình vẽ đó biến thành vật thật. Bụt dặn chỉ được dùng bút làm việc tốt. Vâng lời bụt, anh vẽ trâu, bò, cày cuốc cho dân làng. Rồi anh đi khắp nơi giúp đỡ mọi người. Bây giờ cô mời các con, chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu nội dung của bài Ai được bụt tặng bút thần. Nhiệm vụ đầu tiên, tìm trong bài đọc tiếng có vần yên, ước, yếc và ươi. Bây giờ các con hãy lấy bút chì, thước kẻ, tìm và gạch chân vào trong sách giáo khoa cho cô các tiếng có chứa vần yên, ước, yếc và ươi có trong bài đọc này. Bây giờ chúng ta cùng nhau tìm nhé. Ở đây tiếng có vần yên. Câu 1 không có, câu 2 không có. Câu 3 chúng ta có tiếng liền có chứa vần yên. Tiếng biến có chứa vần yên. Đây là các tiếng có chứa vần yên. Vần yếc cô có tiếng việc. Với vần ước cô sẽ có tiếng được, cô gạch màu xanh ra trời. Ở đây tiếng ươi, tiếng ươi cô sẽ có tiếng người. Cuối cùng là vần ươi, cô sẽ có tiếng người. Bây giờ cô nhắc lại nhé. Tiếng có vần yên sẽ là tiếng liền và tiếng biến, cô đã để màu đỏ. Tiếng có vần ước là tiếng được, cô gạch chân màu xanh lạc ra trời. Tiếng có vần yếc là tiếng việc, cô để màu xanh lá cây. Và tiếng có vần ươi đó là tiếng người, cô để màu tím. Câu 2 nói một câu có từ ngữ chứa tiếng em tìm được ở bài tập 1. Vậy bây giờ các con thấy rằng chúng mình đã vừa tìm được các tiếng liền, biến, được, việc và người.
bây giờ chúng mình sẽ cùng nhau đặt câu. Bây giờ các con hãy sử dụng những từ ngữ này để tạo thành các câu văn nhé. Bây giờ chúng ta sẽ tạo thành các câu văn có chứa các tiếng mà chúng ta vừa tìm được. Ví dụ với tiếng liền, cô sẽ có câu văn. Cô sẽ có câu vết sẹo, vết thương ở trên tay của em đã liền lại. Với tiếng biến, cô sẽ có câu em ước mơ sẽ biến thành một cô tiên. Với tiếng được, cô sẽ có câu em được cô giáo khen. Với tiếng việc, cô sẽ có câu mẹ em chăm chỉ làm việc. Với tiếng người, cô sẽ có câu mọi người đều yêu quý bạn Lan. Vậy tương tự như cách cô vừa tạo ra các câu văn, bây giờ các con hãy sử dụng những tiếng mà chúng ta vừa tìm được ở trong yêu cầu số 1 để tạo thành các câu văn nhé. Cô hy vọng các con sẽ tạo ra các câu văn hay, phong phú và hấp dẫn hơn câu văn vừa rồi của cô. Câu 1, hãy cho biết tên của bài em vừa đọc. Ở đây chúng ta có thể dễ dàng trả lời được. Bài đọc có tên Ai được bụt tặng bút thần. Câu số 2, câu chuyện có những nhân vật nào? Ở trong bài đọc này các con thấy rằng câu chuyện có hai nhân vật, đó là anh chàng tốt bụng. Câu hỏi số 3, chàng trai là người như thế nào? Vậy dựa vào nội dung của câu chuyện các con thấy chàng trai là một người tốt bụng. Câu hỏi số 4, chàng trai làm gì sau khi được tặng cây bút thần? Trong bài đọc này, sau khi được tặng cây bút thần, chàng trai đã vâng lời bụt và chỉ dùng bút thần để làm những việc tốt giúp cho mọi người. Bài đọc này có hai nhân vật chính là anh chàng tốt bụng và bụt. Anh chàng có một tài năng đó là vẽ rất đẹp. Thấy thế, bụt đã tặng cho anh một cây bút thần. Anh vẽ ra bất cứ đồ vật nào, nó sẽ đều biến thành thật. Và bụt dặn anh chỉ được sử dụng bút thần để làm việc tốt. Với bản tính lương thiện, anh sử dụng bút thần để giúp đỡ mọi người. Anh vẽ trâu, bò, cày cuốc để cuộc sống của mọi người trở nên tốt đẹp hơn. Ở nhân vật anh chàng này, các con thấy có hai đức tính mà chúng ta cần phải học tập. Thứ nhất, đó là tình yêu thương, nhân ái và tốt bụng. Và thứ hai là anh là và thứ hai các con thấy rằng anh chàng này là một người biết giữ lời hứa. Anh đã giữ lời hứa với bụt là chỉ sử dụng chiếc bút này để làm những việc tốt giúp đỡ cho mọi người. Vậy là chúng ta đã tìm hiểu xong nội dung của bài đọc này. Bây giờ cô trò chúng mình sẽ cùng nhau đến với phần luyện viết. Trong phần luyện viết ngày hôm nay, cô trò chúng mình sẽ cùng nhau luyện viết cụm từ làm việc tốt. Nhìn viết câu, vâng lời bụt, anh vẽ trâu bò, cày cuốc cho dân làng. Bây giờ chúng ta cùng nhau luyện đọc lại cụm từ này. Lờ am lam huyền làm, vợ yếc viếc nặng việc, tờ ốt tốt sắc tốt, làm việc tốt. Ở đây các con sẽ viết chữ cỡ nhỡ. Lưu ý cho cô, con chữ L cao 5 ô ly, con chữ tờ cao 3 ô ly, còn các chữ A, M, V, I, E, C, O thì cao 2 ô ly và chú ý dấu thanh phải đặt đúng vị trí. Với phần nhìn viết, bây giờ chúng ta sẽ cùng cô luyện đọc các từ khó mà các con dễ viết sai. Ở đây, các con chú ý cho cô từ vâng, từ trâu, từ cuốc. Bây giờ chúng ta đánh vần nhé. Vờ ân vâng, vâng. Chờ âu trâu, trâu. Cờ uốc, cuốc, sắc cuốc, cuốc. Lưu ý cho cô đây là âm cờ, chứ không phải là âm quờ. Ở đây thì các con cũng viết chữ cỡ nhỡ. Với phần nhìn viết này thì các con cũng viết chữ cỡ nhỡ. Lưu ý khoảng cách giữa các con chữ là từ 1 ô ly rưỡi đến 2 ô ly. Với các nét khuyết như ở các chữ G, L, B, H, Y dài thì chúng ta sẽ lưu ý cho cô về độ cao của nó nhé. Bây giờ cô mời các con dừng video lại và thực hiện nhiệm vụ cô vừa đưa ra. Sau khi các con viết xong thì các con hãy quay trở lại đây để soát bài cùng với cô. Nào, chúng ta cùng nhau soát bài. L A M am, L am lam huyền làm. V I E C yếc, V yếc viết nặng việc. Tờ ốt tốt sắc tốt, làm việc tốt. Các con quan sát xem mình đã viết đúng chính tả và đủ dấu câu chưa nhé. Tiếp theo, V ớ ngờ ân, V ân vâng.
L ơi ơi, lời ơi lơi, L ơi lơi huyền lời, lời. B u tà út, bờ út bút nặng bụt, bụt. A nhờ anh. V e ve ngã vẽ, vẽ. Chờ âu châu, châu. Bờ o vo huyền bò, bò. Cờ ai cay huyền cày, cày. Cờ uô, cờ uốc quốc sắc quốc, quốc. Chờ o cho. Giờ ân dân, dân. L an lang huyền làng, làng. Vâng lời bụt. Anh vẽ châu bò, cày quốc cho dân làng. Bây giờ các con hãy soát lỗi, nếu sai các con hãy gạch chân và rửa ra bên cạnh nhé. Hoạt động luyện viết cũng đã kết thúc tiết học của chúng ta ngày hôm nay tại đây. Cô xin chào và hẹn gặp lại các con trong khóa học viết rách. Sự lựa chọn của hàng triệu phụ huynh và học sinh. Trải nghiệm ngay khóa học của viết rách.